Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tìm được tài xế xe ba bánh liên quan tai nạn giao thông một người chết, hai người bị thương tại thành phố Thanh Hóa. Tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện đăng ký mới 9.100 xe ô tô, 51.403 xe mô tô và 2.972 xe máy điện. So với 6 tháng năm 2021 tăng 2.248 xe ô tô, giảm 1.760 xe mô tô, tăng 284 xe máy điện nâng tổng số phương tiện quản lý đến tháng 6 năm 2022 là 137.663 xe ô tô và 2.145.481 xe mô tô và 114.381 xe máy điện. Công an thành phố Thanh Hóa đã trích xuất camera và tìm thấy tài xế cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một người chết, hai người bị thương. Theo đó, cơ quan công an xác định người điều khiển xe mô tô ba bánh ngụ tại khu Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Bước đầu khai nhận với cơ quan chức năng, tài xế xe ô tô ba bánh cho biết sau khi gây tai nạn do tâm lý hoảng loạn nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 tại cầu Tạnh Xá 1, ngã ba đường Lạc Long Quân giao đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy 36B 27497 và xe ba bánh 36B 158414 khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng, cả ba nạn nhân đều ngồi trên xe máy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP. thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền cùng sự quyết liệt của các ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông làm chết 69 người, bị thương 136 người, so với cùng kỳ 2021 giảm 19 vụ, giảm 4 người chết, giảm 12 người bị thương, trong đó đường bộ xảy ra 161 vụ tai nạn giao thông làm chết 66 người, làm bị thương 136 người, đường sắt xảy ra 5 vụ chết 3 người. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông cho thấy, lỗi vi phạm tốc độ và vi phạm phần đường, làn đường chiếm chủ yếu. Cũng trong 6 tháng, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 41.046 trường hợp, trong đó có 11.710 ô tô, 28.735 xe mô tô, xe máy điện, 601 xe khách, tạm giữ 6.054 phương tiện, tước 3.223 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 77 tỷ đồng đáng chú ý với việc thực hiện kế hoạch 96 của giám đốc công an tỉnh và kế hoạch tổng gia quân xử lý vi phạm của cục cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng, quá kích thước thành thùng, xử lý 3.391 trường hợp vi phạm với số tiền phạt trên 16 tỷ đồng, xử phạt 2.104 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn với số tiền 6 tỷ 899 triệu 100 nghìn đồng. Nhờ sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác xử lý đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Bộ lực lượng công an sẽ được huy động để thực hiện các cái nhiệm vụ xử lý nghiêm đối với các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mà trong đấy chủ chốt là hai vấn đề đó là vi phạm nồng độ cồn và phương tiện chở quá tải trọng thông báo đến các địa phương chuẩn bị tất cả các phương án để chúng ta đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông đường thủy trước trong và sau mùa mưa bão. Mặc dù tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, thế nhưng con số này vẫn còn cao, đặc biệt đã xảy ra một số tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Do đó, trong những tháng tiếp theo, ngoài công tác tuyên truyền, cần xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định của người tham gia giao thông, phấn đấu kéo tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.